chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng Tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những thông tin liên quan đến phong bì thư, các kích thước của phong bì thư này, cho đến là thiết kế phong bì thư, gửi file in, nhà in thì như thế nào. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn từng phần một nhé. Mẫu kích thước phong bì đầu tiên, kích thước là nhỏ nhất, cao là 12 cm này và ngang là 22 cm. Cái kích thước này là kích thước nhỏ nhất, thì với kích thước 12 x 22 thì nó sẽ có cả phần nắp. Ở đây nắp của nó thì nó sẽ là cái nắp bo, và cái chiều cao của nắp bo nó cũng sẽ rơi vào là 3 cm. Cái nắp bo này là cái kích thước phổ thông thôi, cũng không phải là kích thước gì quá là đặc biệt. Nó sẽ có khuôn có sẵn, nên mà khi mà các bạn làm với những cái phong bì kích thước 12x22 với cái form như thế này thì thường là các bạn sẽ không mất tiền để làm khuôn phong bì. Rồi, đây là cái phần mặt trước nhé, và cái phần mặt sau này. Mặt sau này thì phong bì này bên mình cũng không có in cái nội dung gì cả, mình sẽ để là trắng trơn. Và đằng sau của nắp nó sẽ là băng dính hai mặt. Cái phần này thì trước kia nó sẽ là băng keo chờ, nhưng mà vì bây giờ cái nhu cầu của khách hàng cao hơn nên là chúng ta sẽ sử dụng là băng keo hai mặt. Nó tắt hơn một chút xíu thôi, nhưng mà cái hạn sử dụng nó lâu hơn và nó sẽ dính được tốt hơn. Về cái phần phong bì này, các bạn nên quan tâm đến nó. Ở đây là mình đã bóc sẵn ra cho các bạn, đó chính là cái phần tay gấp của hai bên này này. Đây là hai cái phần có thể dính vào với cái phần đáy để chúng ta có thể gấp lên thành một phong bì hoàn chỉnh. Thì ở phần bên cạnh của chúng ta, cái tay gấp nó sẽ rơi vào là 1 cm. Đây nó sẽ là 1 cm và đây cũng sẽ là 1 cm nha các bạn nhé. Và khi người ta gấp thì sẽ là gấp như thế này này, gấp vào đây trước, gấp cái này lên. Khi mà chúng ta gấp phong bì xuống thì nó sẽ được là như vậy. Nhưng có một cái chú ý khi các bạn thiết kế, đó chính là cái phần nắp. Nếu như các bạn để logo hoặc là tag ở trên nắp thì nếu mà duỗi cái phong bì này ra thì logo hoặc là thông tin của bạn phải để ngược 180 độ. Vì để ngược thì nó mới đúng nhá. Khi mà các bạn để ngược mà các bạn gập vào, các bạn lật đằng sau ra thì chúng ta nhìn nó mới thuận chiều. Phong bì mà bên mình làm cho quỹ Ngày Mai Tươi Sáng của Bệnh viện Ca Hà Nội. Ở đây thì cái phong bì này á, kích thước của nó sẽ là 17 x 23 cm. Thì kích thước này nó hay còn gọi được cái tên là phong bì khổ A5. Nó sẽ đựng được những cái giấy tờ với kích thước bằng một nửa. Và ở đây cái chiều ngang của nó thì nó sẽ là 23 cm, còn cao nó sẽ là 17. Và đây cũng là một cái form có sẵn luôn các bạn nhé. Nắp của nó thì vẫn kích thước là 3 cm. Bên bệnh viện ca họ mong muốn là với cái thiết kế thật là đơn giản và truyền thống á. Đây, cái này cũng không có gì là sáng tạo nhiều đâu các bạn, chỉ là những cái nội dung thông thường thôi. Về cái phần kết cấu của phong bì thì cũng giống như là của phong bì 12 x 22. Nó cũng sẽ bao gồm là cái phần mặt trước này, phần nắp này, và cái phần mặt sau. Mặt sau thì khách hàng cũng không muốn in cái thông tin gì cả. Phần mặt trước nó sẽ bao gồm là cái phần thông tin, sau đó là nội dung, và cuối cùng đó chính là người nhận. Ở đây cái phần mép gấp các bạn nhé, nó cũng là 1 cm hai bên. Kết cấu của nó sẽ tương tự với phong bì 12 x 22. Đến là mẫu phong bì A4 thì người ta sẽ để cái kích thước là 25 cm x 34. Kích thước này thì các bạn có thể thiết kế ngang hoặc là dọc tùy ý. Cái chiều cao của nó thì ở đây là cái thước này nó không đủ các bạn ạ, nó sẽ là 34 cm, nhưng ở đây nó dài hơn cơ. Kích thước này nó sẽ là 25 cm và nhân 34. Nhưng cái phần nắp thì nó sẽ rộng hơn so với những cái mẫu khác. Nắp của nó sẽ rơi vào từ khoảng 3.5 đến 4 cm. Cái mẫu thiết kế này bên mình làm là 4 cm. Và cái phần nội dung của nó trên cái mặt đầu tiên là mặt chính ấy, thì nó cũng không có nội dung gì cả. Nó chỉ có một cái logo này. Và ở phần dưới là cái phần thông tin người nhận, và có một cái giải màu thương hiệu ở bên dưới thôi. Cái mẫu thiết kế này của bên mình nó cũng rất là đơn giản, vì
Đa số khách hàng của bên mình thì mong muốn là thiết kế thật là đơn giản và cũng không có nội dung gì nhiều. Nhưng ở đây có một cái khác, và ở đây chính là cái phần gấp đáy nhé các bạn nhé, gấp ra bên ngoài. Và cái tai gấp ở bên trong này ạ, thì nó sẽ rơi vào cái kích thước là từ 1.5 đến 2 cm, tai gấp ở cái phía bên mặt bên này. Đằng sau của cái phần nắp thì vẫn là một đường băng dính hai mặt thôi, không có gì khác cả. Mặt sau này cùng chiều nhau và nó sẽ không ngược nhau như là ở cái kích thước khổ 12-22 và khổ 17-23 đâu các bạn nhé. Và với cái phong bì kiểu A4 này thì chúng ta có thể để giấy tờ như hợp đồng, hóa đơn từ những cái kích thước khổ A4 là 21, 297 đến có thể là cao hơn là 23 nhân với cả 32. Chúng ta sẽ được được những cái kiểu dạng tư liệu là như vậy. Đây, đây chính là cái mẫu thiết kế tự do. Có nghĩa là nó sẽ không nằm trong cái khuôn khổ của ba cái kích thước vừa nãy mà mình đã giới thiệu với các bạn. Cái kích thước này thì nó là không cố định và nó sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Đây là một khách hàng của bên công ty Hazismi mỹ phẩm Hàn Quốc, bên mình làm cũng cách đây khá lâu rồi. Và với cái thiết kế như thế này ạ, thì chúng ta cũng là in 4 màu các bạn nhé. Cái phần tai gấp thì bên họ mình cũng không hiểu lý do gì mà bên họ mong muốn là cái tai gấp của nó phải thật là cao và dài, khi gập xuống là nó gần hết cái phong bì của mình luôn. Với cái phần thiết kế này á, thì cái kích thước của nó sẽ phụ thuộc vào cái sản phẩm bạn cho vào cái phong bì này là gì, là tiền hoặc là voucher hoặc là một cái sản phẩm gì đó mà bên khách hàng người ta yêu cầu thôi, nó cũng không có gì là đặc biệt. Kết cấu chung thì nó vẫn là như vậy thôi các bạn nhé, ở dưới này không in gì cả. Đa phần là khách hàng bên mình không có nhu cầu in ở cái phần mặt sau rất là ít, muốn sạch sẽ clean nhất có thể. Nên là các bạn trong cái quá trình thiết kế á, các bạn phải hỏi xem là người ta thiết kế để cho cái gì vào bên trong, thì chúng ta sẽ tư vấn cho họ để họ có thể có những cái kích thước phù hợp. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại màn hình để mình sẽ xem là chúng ta sẽ đặt cái file thiết kế như thế nào để cho bên nhà in người ta hiểu về cái quy cách, cũng như là khách hàng hiểu được cái sản phẩm của họ khi ra thành phẩm là như thế nào các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ xem cách bố trí file thiết kế của phong bì thì nó sẽ như thế nào nhé. Đối với cái phong bì 12x22 thì các bạn hãy đặt cho mình cái kích thước chiều ngang nó sẽ là 22 cm này, và chiều cao nó sẽ là 12 cm. Các bạn muốn biết thì các bạn hãy chọn nó này, và các bạn nhìn trên cái phần tab của chúng ta có cái phần là 220 mm và 120 mm. Còn cái phần tai gấp, đây chính là cái phần tai gấp. Cái tai gấp này các bạn hãy để cho mình cái độ rộng của nó là 1 cm các bạn nhé. Còn cái phần nắp của nó, cái kích thước phổ biến của nắp nó sẽ là 3 cm. Và ở đây thì với cái nắp thì thông thường các đơn vị là họ sẽ để logo lên. Và khi mà để lên ý, thì các bạn phải nhớ nhé là các bạn phải quay 180 độ. Còn đâu về cái phần mặt dưới này các bạn không in gì thì chúng ta sẽ để trắng. Còn nếu như giả sử các bạn in logo chìm, rất là nhiều đơn vị sẽ in logo chìm ở đây mình giả sử nhé. Thì với cái phần này á, thì các bạn hãy giảm opacity của nó xuống chẳng hạn, ví dụ như là còn khoảng 20%. Và chúng ta đừng để cùng chiều, mà các bạn vì là cái phần này nó sẽ gập lên nên các bạn cũng cần phải quay 180 độ. Nếu phong bì của các bạn mà thiết kế như vậy thì khi mà ra thành phẩm nó sẽ được như thế này nhé các bạn nhé. Đây sẽ là cái phần mặt trước của phong bì. Khi mà các bạn gấp nắp xuống thì nó sẽ là được như vậy. Còn đây là cái phần mặt trước này, đây là cái phần mặt sau. Cái thành phẩm của chúng ta, cái hình dáng nó sẽ là như vậy. Và đây là kiểu phong bì thứ hai. Cái cách đặt cái kích thước của phong bì khổ A5 là 17x23. Bạn chọn vào đây, chọn vào cái phần mặt trước của nó này. Ở đây nó sẽ là 17 cm và dài là 23 cm. Với cái phần thiết kế thì các bạn sẽ thiết kế ở trong cái khu vực này, nhưng mà nhớ là cũng giống như 12x22 thì các bạn cũng cần phải cách các cái mép của nó ít nhất là 0,5 cm, và ít nhất không thì cũng phải là 1 cm.
để tránh trường hợp là bị gia công dính vào chữ. Cái nắp ở trên nó cũng sẽ là cao 3 cm, hai phần tai gấp của hai bên thì chúng ta vẫn để là 1 cm các bạn nhé. Cái quy cách để file thiết kế của phong bì này cũng sẽ giống với cả phong bì 12 nhân với cả 22, không có gì đổi khác cả. Cũng tương tự là như vậy, gập xuống thì các bạn cũng phải quay ngược 180 độ này. Nếu giả sử in ở cái phần mặt sau với cái logo thì các bạn cũng cần phải quay 180 độ các bạn nhé. Đấy, mình sẽ ví dụ là như vậy thôi. Với phong bì kích thước là A4 thì nó sẽ có khác một chút. Đó chính là thay vì cái phần mặt ở đằng sau á, thì là chúng ta sẽ để xuống dưới là như vậy. Nhưng mà do cái kích thước của nó quá dài, thành ra là bên gia công bắt buộc là chúng ta gập sang mặt hông của nó. Các cái kích thước thì nó cũng không thay đổi nhiều. Cái nắp của nó thì vẫn như vậy, vẫn là chúng ta sẽ phải để quay ngược 180 độ lên này. Về cái phần tai gấp của nó thì các bạn cần phải để dài hơn một chút. Có nghĩa là với 12-22 và phong bì 17-23 thì cái phần tai gấp các bạn sẽ để là 1 cm. Nhưng mà ở phong bì A4 vì kích thước lớn hơn, đựng nhiều giấy tờ hơn thì bắt buộc chúng ta phải để cái phần tai gấp nó là 1,5 cm, thậm chí là 2 cm cũng được. Còn cái phần gấp đáy của nó thì ít nhất các bạn cũng phải để là 1,5 cm các bạn nhé. Cái phần gấp đáy gấp lên để cho cái phong bì nó kín á. Cái nắp này nó không phải là cao 3 cm mà nó sẽ cao là 3,5 cm. Hoặc có nhiều nơi á, thì người ta sẽ để là 4 cm. Đa số thì mình vẫn để là 3,5 cm. Vì cái kích thước này là cái kích thước phổ thông rồi. Nhưng chỉ có một điều là với cái phong bì A4 á, thì chúng ta sẽ để sang bên hông. Nên là khi mà các bạn thiết kế ở trên cái mặt đằng sau của nó đây này, thì các bạn sẽ để cùng chiều với cả cái phần mặt trước. Tại vì khi mà gập sang á, thì cái chiều của nó cũng không thay đổi. Còn hai cái mẫu trước là chúng ta đang ở dưới đáy lật lên, nên là chúng ta mới cần phải quay 180 độ các bạn nhé. Và đây là ba kiểu phong bì rất phổ thông, và hầu như tất cả chúng ta đều đang sử dụng ba cái form này để thiết kế. Thì ngoài những cái kích thước chung là như vậy, thì có những đơn vị thì người ta vẫn muốn là thiết kế một cái kiểu riêng. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn hiểu nhé. Giả sử mình sẽ lấy đây là cái mẫu thông tin, và mình sẽ làm một mẫu phong bì không theo bất kỳ một cái kích thước nào ở trên, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ cái mặt trước. Giả sử cái phong bì của bạn nó sẽ khác biệt một chút, nó cũng không phải là 12-22 hoặc không phải A4. Giả sử mình để cái kích thước của nó là 14,5 nhân với cả 20,5 chẳng hạn. Trước của nó thì mình sẽ để là tạm thời màu trắng. Sau đó là các bạn hãy trang trí lên. Giả sử đây là cái phần thông tin đúng không? Mình ví dụ thôi. Bạn hãy dùng công cụ Type Tool này. Mình sẽ đánh phím tắt là Tool, hoặc có thể là kính cửa đi. Vẽ ba cái đường line của nó. Cái nắp bên cạnh thì các bạn cũng chỉ việc Ctrl C, Ctrl F, các bạn kéo ra. Ở cái phần transform á, thì các bạn hãy khóa cái phần link giữa hai cái đường chiều cao và chiều rộng lại, để chúng ta chỉ cần đổi một hướng mà cái phần còn lại không bị thay đổi theo. Đặt cái tâm của nó ở bên trái này, nó sẽ là 10 mm đó. Có thấp cái này xuống để khi gập vào nó đỡ bị chườm lên trên cái phần mặt. Rồi, cóp sang mặt bên cạnh. Ô, Enter, chúng ta đảo đi. Đây, nhớ nhé, chọn đảo là như vậy. Nắp ở trên thì mình sẽ chọn về cái phần đường round rectangle này. Cái phần bo này á, bo đều hai bên nhá. Mình ở đây là mình chỉ làm tạm thời thôi, để cho các bạn hình dung là chúng ta sẽ làm cái nắp của nó như thế nào. Mình muốn cho cái phần logo lên đây đúng không? Ctrl Shift hoặc vuông cho lên trên đi. Đoạn này các bạn phải lật ngược nha, 180 độ. Rotate này. Ok. Ở đây chúng ta có một cái lệnh, đó chính là lệnh nó tự căn chỉnh. Nếu như bạn nào mà không có cái lệnh tự căn chỉnh thì các bạn hãy ấn phím Ctrl U. Có nghĩa là khi mà các bạn kéo đi bất kỳ một vị trí nào thì nó sẽ luôn luôn chọn cho bạn ở cái vị trí tâm, hoặc là canh trái, canh phải, trên dưới so với những cái đối tượng
ở xung quanh nó. Nó sẽ rất tiện cho các bạn để các bạn đỡ bị làm lệch và cũng đỡ mất nhiều thời gian đó. Các cái phần đường line màu xanh á, đó chính là cái lệnh Ctrl U. Nó bắt điểm rất là tốt. Rồi, và sau khi các bạn đã thiết kế xong á, thì khi mà nhà in người ta nhận được cái file này của bạn thì người ta sẽ hiểu cái quy cách mà bạn muốn làm cái phong bì này là gì. Nắp thì sẽ là nắp ở trên hay nắp ở bên hông. Thực ra là đây chỉ là những cái mẫu cơ bản thôi. Còn khi mà các bạn tự sáng tạo theo cái ý tưởng của mình ý, thì nó sẽ có rất nhiều kiểu dáng. Và các bạn tạo kiểu dáng gì thì chúng ta sẽ có cái khuôn bế để ra được cái kiểu dáng đó nha các bạn nhé. Nên là các bạn không cần phải bị bó buộc về thiết kế trong những cái khuôn mẫu như vậy. Các bạn hoàn toàn có thể là sáng tạo và tự tạo ra những cái kiểu dáng khác nhau. Và bây giờ mình sẽ nói một cái phần nữa là về cái phần in. Khi mà các bạn đã thiết kế xong rồi và chúng ta sẽ gửi sang cho bên nhà in thì nhìn vào quy cách là hiểu rồi, nhưng mà bây giờ làm như thế nào để chúng ta gửi cho nhà in một cách chuẩn nhất thì đầu tiên là các bạn hãy Ctrl A, sau đó là Ctrl Shift O, có nghĩa là chúng ta sẽ convert toàn bộ những cái phần text hiện vừa nãy á, nó đang là cái phần text mà chúng ta có thể sửa được, thì bây giờ các bạn hãy Ctrl Shift O để chúng ta sẽ chuyển từ các cái text đó thành vector. Thì khi mà sang một cái máy khác thì nó sẽ không hỏi chúng ta là đang sử dụng cái phông chữ gì. Và nếu như bạn nào mà có sử dụng hình ảnh ở trong thiết kế thì các bạn cần phải vào cái phần link của nó. Cái phần link nó sẽ có cái phần ảnh ở đây và các bạn cho mình vào cái phần là embed image, có nghĩa nó sẽ ngắt toàn bộ cái phần link ảnh đi cho chúng ta. Thì như vậy là chuẩn rồi. Các bạn hãy lưu lại bằng phím mà Ctrl Shift S này. Giả sử mình sẽ lưu ở bên ngoài màn hình. Cái tên thì theo mình các bạn hãy để tên sao cho các bạn dễ phân biệt so với những cái file khác. Mình sẽ ghi là gửi in chẳng hạn. Cái file này mà các bạn convert rồi là các bạn phải lưu riêng ra một cái file khác nhé. Còn cái file gốc của chúng ta thì chúng ta vẫn phải để nguyên, vì nhỡ đâu sau này khách hàng muốn sửa hoặc là khách hàng muốn lấy file gốc và tự sửa thì chúng ta còn có cái để mà gửi cho họ. Còn các bạn mà convert hết tất cả thì nó lại cũng hơi là mạo hiểm một chút, vì bạn gửi cho nhà in thì bạn mới cần phải làm như vậy. Còn nếu gửi cho khách hàng thì các bạn hãy gửi file và gửi những phông và link liên quan đến cái thiết kế của các bạn cho khách hàng. Và để cho chắc chắn hơn á, thì các bạn hãy lưu cho mình thêm một cái định dạng nữa, đó chính là cái file PDF. Các bạn hãy lưu vào bằng cái file PDF. Ở đây thì chọn cho mình cái chế độ là High Quality Print, ấn save nó lại. Đây là cái cách mà chúng ta sẽ làm việc từ cái file thiết kế đến đóng gói và gửi cho bên nhà in. Thì khi mà gửi nhà in thì các bạn gửi bằng cái định dạng Illustrator và PDF thì mình nghĩ nó đã là rất là đủ để cho chúng ta có thể giúp cho nhà in có thể sử dụng trực tiếp cái file này rồi. Hãy in test để khách hàng biết được là cái sản phẩm nó sẽ ra màu như thế nào. Sau khi mà điều chỉnh màu rồi thì cái bước gửi in này là cái bước cuối cùng thôi. Rồi, và cái nội dung của mình cũng chỉ như vậy thôi. Nếu như bạn nào yêu thích cái nội dung này thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nha. Tạm biệt.